Hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ cho các bạn xem một vườn thú với toàn là những con động vật có di chuyển vàng nha. Ok, chúng ta đã tham quan một vòng và chúng ta bây giờ sẽ đi tham quan chi tiết. Rồi, ok, đây là con vật đầu tiên mà chúng ta tham quan. Wow, wow, con cá sấu. Ok, xem nó làm gì nào. Đi xuống nước đây mày. Nó cũng không có gì khác biệt lắm ta. À, bơi. Rất là hay. Ok nha, chúng ta còn sang con tiếp theo nha. Rồi, chúng ta cũng tiếp tục nào. Đây là con gì ta? Mình không biết đọc tên tiếng Anh nhưng mà nhìn nó khá là xịn đấy. Này. Mũi rất là dài luôn. Đây. Ngồi đây lại làm như kiểu con chuột vậy. Con này vẫn là giống cái. Mình có để tên ở trên nha. Các bạn có thể xem. Ok, và chúng ta đến với con tiếp theo. Rồi, đây là con tiếp theo. Và đây là con Z kangaroo. Kangaroo. Con này thì có ở châu Úc thì bà. Vẫn là một con giống cái. Ai chè. Ok à, chúng ta sẽ đến với con tiếp theo nhỉ. Rồi, ok. Đây là một con hiêu. Nyala. Hiêu. Nó định làm gì đây? Rồi đây sẽ là con tiếp theo mà chúng ta làm. Con gì nào? Wow, con này là con cáo Fennec Fox. Con gì đây? Ngồi bên bờ suối. Mình cũng tắm em này. Đây là con Hippo. Tiny Hippo. Con này đây kiểu là con Hippo mà giống như bé. Thành ra tắt của bố rồi. Rồi, con nước thành đấy. Rồi, các bạn lấy nước trong xanh nha. Okay. Ta-da. Vừa rồi là một con hippo giống cái. Rồi đây là một con giống đực Malay. Nhìn cũng chẳng có gì khác biệt mày. Nào, làm gì đi mày? Hìa chẳng hạn. Khá là xấu xí. Xấu xí quá bí. Ok, đây là một con spot hyena, con linh cầu, vượt sắt linh cầu. À, có một cái hố sau đây. À, chơi được chơi. Đấy. Làm gì đây? Gầm rú luôn. Ok, hay đấy. Surprise. Lại là một con cá sấu. Con này có cái tên là gì nhỉ? American. Cái to cái khói gì đó, mình không biết đọc. Nào.
Salam. Nó đang làm gì đây? Kia có một con gì đó đang xây nhà đây. Điền Mali. Đây cùng xem nó làm gì nhá. Đi trên này luôn. À, đi xuyên cây luôn. Video tại đây luôn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye.